Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì em sẽ vào bếp và chia sẻ đến cô chú anh chị cách làm món xôi lá dứa nước cốt dừa. Và với cách làm này của em á, thì các bạn xôi lá dứa của mình á, nó có cái màu rất là đẹp luôn. Và cái màu nó cũng rất là tươi nữa. Khi mình để lâu á, thì xôi vẫn mềm dẻo và không có bị cứng. Ăn vào á, thì thơm béo cực kỳ. Và cách làm á, thì cũng rất là đơn giản luôn. Và nếu mà cô chú anh chị mình yêu thích món xôi này thì mình cùng vào bếp làm ngay với em nha. Nhưng trước khi đi nấu xôi thì Nhi sẽ đi ngâm cái phần nếp trước. Ở đây thì Nhi có chuẩn bị là 500g nếp. Nếp thì hôm nay thì Nhi sử dụng là nếp cá hoa vàng hạt ngắn nha. Và cái phần nếp này thì Nhi đã vo rửa lại cho thật là sạch sẽ rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đi ngâm nếp luôn ha. Và Nhi có chuẩn bị thêm ở đây là 500ml nước cốt lá dứa. Và nước cốt lá dứa này thì Nhi xay ra từ 50g lá dứa tươi. Và Nhi xay cùng với là 500ml nước ha. Và cô chú anh chị mình xay cho nó hơi đậm đặc một xíu á, để cho cái màu xôi của mình nó sẽ đẹp hơn. Tiếp theo thì Nhi sẽ cho cái phần nước cốt dừa dảo vào. Nước cốt dừa dảo thì Nhi dùng ở đây là 500ml. Nước cốt dừa dảo là cái phần nước cốt mình vắt thứ hai đó các anh chị. Cái phần nước cốt này thì nó sẽ hơi ít đậm đặc hơn là cái lần đầu. Cái phần nếp này thì Nhi sẽ ngâm trong vòng là khoảng 2 cho đến là 3 tiếng ha. Để cho cái nếp của mình nó nở ra và khi mình nấu nó nhanh mềm hơn đó. Rồi, Nhi sẽ để đây. Cái phần nếp á, thì Nhi ngâm cũng được là khoảng 3 tiếng ha các anh chị. Cái hạt nếp của mình bây giờ nó cũng nở khá là to luôn. Và cái hạt nếp nó cũng rất là bóng luôn nè. Nhìn rất là ngon luôn ha. Với cái phần nếp này thì bây giờ mình sẽ mang nó đi rồi Nhi chắc bỏ hết cái phần nước này. Và sau đó thì Nhi sẽ mang cái phần nếp mình đi nấu luôn. Để nấu cùng với nếp á, thì Nhi sử dụng thêm ở đây là 2 muỗng canh đường. Nó khoảng là cỡ 40g. Và Nhi cho vô đây thêm nửa muỗng cà phê muối nữa. Để cho cái xôi của mình nó đậm đà hơn. Và Nhi sẽ thêm vào đây là 400ml nước cốt dừa nữa. Cái phần nước cốt dừa này á, là cái phần nước cốt dừa nhất các anh chị. Khi cái mặt phẳng nếp nó ra đều thì bây giờ Nhi sẽ đậy kính lại mình đi nấu thôi. Mình cũng nhấn nút mình nấu y như là mình nấu cơm vậy đó các anh chị. Cái nồi xôi của mình nó đã chín, bây giờ thì Nhi sẽ mở ra và mình sẽ xới đều cái phần xôi của mình lên các anh chị ha. Xới cho cái nồi xôi của mình nó thật là tơi. Tiếp đến thì Nhi sẽ mang cái nồi này mình đi ủ. Và Nhi sẽ cho đây thêm vài nhánh lá dứa nữa. Để cho cái xôi của mình nó được thơm hơn ha. Và Nhi đậy nắm lại. Và mình sẽ ủ xôi ở chế độ giữ ấm ha. Nhi sẽ ủ thêm khoảng là cả 10 phút nữa. Xôi này thì Nhi ủ được khoảng 10 phút nha các anh chị. Cái mùi lá dứa rất là thơm luôn. Bây giờ thì Nhi sẽ gắp sạch cái lá dứa này ra ha. Và Nhi sẽ xới khôi này thêm một lần nữa. Để cho cái xôi của mình nó tơi đều ra ha các anh chị. Này, cái xôi nó rất là dẻo và rất là ngon luôn. Xới sơ cho nó tơi. Và bây giờ Nhi sẽ nhắc xuống rồi mình sẽ ép vào trong khuôn luôn. Và cái khuôn này ép xôi á, thì Nhi sử dụng là cái khuôn loại vuông như thế này. Khuôn này của Nhi á, thì nó có kích thước là 20cm đó các anh chị. Và ở dưới đáy khuôn á, thì Nhi có đặt một miếng giấy nến nè. Để khi chút xíu nữa khi hấp xong mình lấy xôi ra thì nó rất là dễ dàng không. Và Nhi cũng có quét sơ những cái phần thành á, một ít dầu ăn rồi ha. Và bây giờ thì Nhi sẽ cho hết cái phần xôi này vào đây luôn. Mình sẽ dàn ra cho cái xôi của mình hết tơi, nó đều nha các anh chị. Dàn ra xong thì cô chú anh chị mình ém cho nó chặt dầm viên nha. Mình ém cho nó thật là đều và cái xôi của mình nó chặt như vậy này được các anh chị. Rồi, bây giờ thì mình sẽ để nó đây ha. Cho lúc này thì mình sẽ đi qua chuẩn bị cái lớp nước cốt dừa. Phần nước cốt dừa thì ở đây Nhi dùng là 100g bột gạo. Và đây là 80g bột năng. Của chú anh chị mình có thể thay thế bằng bột bắp cũng được nha. Thêm đây là 100g đường.
À, tiếp theo thì cô chú anh chị mình cho thêm vô đây giúp nhiên là 400 ml nước cốt dừa nè. Nước cốt dừa này thì cô chú anh chị mình vắt càng đậm đặc thì cái nước cốt dừa của mình nó sẽ càng ngon nha. Khi mình nó ra đều thì bây giờ như sẽ cho nó qua chảo luôn. Như sẽ lược nó qua một cái gai như vậy nè, để cho hỗn hợp của mình nó mịn hơn, nó không có bị lẫn cợn ha. À, bây giờ thì Nhi sẽ mở bếp lên và Nhi sẽ nấu cái hỗn hợp này ở mức lửa trung bình ha, để cho hỗn hợp của mình nó được sánh và nó sạch lại đó. Mình khuấy trên bếp tầm khoảng 2 đến 3 phút sao cho mà cái hỗn hợp của mình á thì nó nửa sống nửa chín như vậy nè, và nó hơi sánh như vậy là được rồi ha. Mình cho nó lên bếp và mình khuấy một xíu như vậy nè thì cái món xôi của mình á là mình để được rất là lâu luôn. À, như vậy là xong các anh chị. À, bây giờ thì mình sẽ mang cái khuôn này mình cho vào nồi hấp nha. Khi nước của mình nó đã nóng già thì mình sẽ cho tiếp cái phần xôi vào. Và do cái lớp xôi và cái lớp nước cốt dừa của Nhiên nó cũng khá là dày á, cho nên Nhiên sẽ hấp cho nó lâu lâu một chút. Nhiên sẽ hấp ở lửa trung bình và Nhiên hấp trong vòng là khoảng là 45 phút. Bánh của mình lúc này nó cũng đã chín rồi. À, bây giờ thì Nhiên mở ra và Nhiên kiểm tra thử nha. Cái vừa mới mở ra thì Nhiên ngửi nó cũng có mùi rất là thơm luôn cô chú anh chị ơi. Bánh nó cũng trong lại hết rồi. À, bây giờ thì Nhiên sẽ tắt lửa. Rồi Nhiên sẽ đem bánh ra ngoài ha. À, mình sẽ để bánh cho thật là nguội. Rồi khi nào bánh nguội thì Nhiên sẽ cắt ra cho cô chú anh chị mình xem thử nha. Sợi lúc này nó cũng đã nguội hẳn rồi. Đây, Nhiên để gần cho cô chú anh chị mình xem nè. À, cái phần xôi của mình nó rất là thơm luôn. Xôi cũng khá là mềm dẻo. Và cái màu á thì nó cũng rất là ngon luôn ha. À, bây giờ thì Nhiên sẽ ăn thử. Xôi khi mà ăn vào á thì nó rất là mềm, dẻo nè. Cái lớp xôi ở phía dưới đó thì nó có cái vị ngọt nhẹ và nó rất là béo luôn. Còn cái phần nước cốt dừa ở trên á thì nó béo béo ngọt ngọt. À, hai cái này thì nó kết hợp lại với nhau thì nó rất là vừa vị luôn. Kiểu như nó ngọt ngọt thanh thanh á, nó rất là dễ ăn luôn. Khi mà ăn món xôi này á thì Nhiên thấy là nó giống giống như là món xôi vị của mình vậy đó các anh chị. Nếu mà mình có thời gian á thì mình cùng làm thử món xôi này với em ha. Và đến đây thì em cũng cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.